nó lại đi, con nó lại. Nó lại. Ủa, sao nó con dính vào các bạn ơi. Lớn lên. Dính rồi các bạn ơi. Rồi con đưa xác cái vô camera nè, đưa con chuột vô. Dính rồi các bạn ơi. Con đưa đừng đưa bụng, mắt lịch sự con đưa cái lưng. Đưa lưng. Con phải cười lên, cười ra đưa cái lưng nó dính rồi các bạn. Dính rồi các bạn ơi. Giờ vô đây nè, giờ vô camera nè. Chào mọi người đến với kênh Mày Đúng TV nha. Chào chiều nay mấy chú cháu mình đi bắt chuột và mua nước lũ nha mọi người. Đây bên đây nước lũ, bên đây thì không nước lũ. Nói vậy chứ người ta bơm nước ra, người ta chuẩn bị xả, còn bên đây người ta đã xả được mười mấy ngày rồi. Nó chuột nó sẽ gom vô mấy cái bờ như thế này nè. Đó. Dính. Còn em, dễ ăn không? Anh Phát đưa em mua chuột, em review coi. Con chuột nhỏ vậy mình cũng phải bắt nha, thôi nó khóa hoại mùa màng lắm. Nó khóa nhất là khóa ruộng nam á, tại ruộng nam rất là ngon. Thử nghiệm chuột thì chứ, còn nhỏ vậy mà mẹ nó bỏ đi siêu trai chứ. Nhỏ vậy nhưng mà nó phá biết không. Chiều nay mình sẽ đi bắt chuột để đừng cho nó có cơ hội để cắn luôn nha. Không là giọng chết luôn á. Ừ kìa, lỗ lên kìa. Chuột đen con ở trong đây nè mấy đứa ơi. Thấy đen con người á. Đúng rồi. Người đứng đen luôn, đợi chuột chạy ra bắt đem về ăn nè. Bắt cả buổi được nhiêu đây nè. Tại cây men á, đi công chuyện ra hơi trễ, hôm nay kết thúc video luôn á. Wow, cái máy bơm này chạy ghê thiệt. Máy bơm hiệu Manchester. Nước chảy kìa ba. Chào mẹ đi Hiếu lỗ. Tát mẹ đi Hiếu. Hiếu nó làm lắc ngang luôn nè. Chụp. Trời ơi. Chụp thế này. Ây da. Wow, chuột bự dữ. Ra nè. Nè Hiếu. Bắt nè Hiếu. Bao Hiếu. Út đạo thôi mấy cái cô bé này lắp lại nha. Dạ. Hồi nãy giờ quên giới thiệu thằng bất tài vô dụng này. Cái gì mày? Anh lộn, phát tài không có vô dụng này làm được, xuống múc đi, múc nước lên. Gán làm nha, nếu có gì bố thầy sẽ cho vô tem. Chứ thầy à, người ta nói là biết như thầy là đúng rồi. Ta đã không chết luôn. Dài, ok, mai mốt thầy sẽ nhớ tên phát chai. Phát cơm từ thiện. Phát cơm từ thiện. Phát tâm từ thiện. Chủ yếu là ngày hôm nay mấy chú cháu mình đi bắt chuột cho đỡ dầm lúa thôi. Mọi người xem nè, nó cắn banh sát mấy ruộng hết rồi. Nếu hôm nay là Út mướn mấy tụi con là 10.000 ha. Có 10.000 ha, ta dầm lúa mấy trăm ngàn luôn. Tụi con dầm lúa đi, Út trả tiền cho tụi con. Cái miếng ruộng này còn chút đỉnh chứ, Hiếu mập mà lên dầm một chút nữa là nó còn được một cây. Không, dầm lại không còn cây nào luôn mới ghê á. Nó té cái muốn sang bằng nguyên cái ruộng coi luôn. Dậm là cái chỗ nào còn lúa người ta móc vô mấy cái lỗ trống như vậy chứ bộ dậm là dậm cho chết luôn hay gì. Nó dậm chứ nó không có dậm ốc ơi. Sao mà cái hàng lăn lướt về còn chuột nó đi đâu ta. Đó nó chạy cái gì vậy? Còn nhai. Không có chó khó bắt chuột quá. Cái hàng mình không có thấy được. Không bò. Cái hàng nữa hàng không bò nữa á. Mọi hàng thịt. Con mắt hàng rồi thấy chưa. Đào một chút là mất hả. Thằng nào mắt hàng rồi bà nghe nè. Thằng nào hả? Thằng nào hả? Nhìn lên. Ôi lên nè. Thiếu mập bắt được con ếch rồi. Đây là hậu quả của những con chuột nó gây ra đây. Miếng ruộng người ta xạ xanh như vậy nó cắn trống hết. Bởi vậy mấy chú cháu mình trừ quạ nha. Con nhỏ con bự gì nó cũng cắn hết trơn. Chuột nè. Quay xe tụi bay ơi. Thì chiều này mấy anh em mình bắt có mấy con chuột à. Cho nên tối nay mấy anh em mình phải bắt thêm vài chục con ếch nữa đem về ăn mới đủ cho ông Hiếu. Đem về ăn mới đủ cho ông Hiếu là sao? Mà đủ cho ông Hiếu ăn thôi nó ốm rồi chú chửi mình nữa. Ốm mà chửi. Thôi ơi, dậm lúa. Dậm lúa. Nói chuyện vô, một con ếch nha các bạn. Nói chuyện vô. Nó phải vậy. Bắt cái đực chơi nha, nói chuyện đi là thầy sẽ cho đi quay luôn. Còn tiễn thì Út tiễn. Thầy nói thôi. Con đoán là dự đoán cái hang này là không có con nào rồi đó. Sao biết? Mày dự đoán được nghe mùi gì đâu. Thấy nghe mùi xích chuột mới biết là có chuột hả? Ồ, chính xa 2 mét. Đeo khẩu trang vào, cách ly đi. Cái hang này là ướt nhẹp luôn nè. Sao biết ướt nhẹp không? Đó, nó chạy chứ. Thịnh ơi, hả? Nay thầy đi bắt chuột, không quên em chớ rồi cho nên mày làm rót một ngày nhá. Ok. Công nhận thằng này dễ chịu, hàng dễ Út cho vô tim là phải rồi. Để lát tôi hửi cho. Làm đốt nó cũng chịu nữa. Rồi, yeah. Đúng rồi. Yeah.
Thấy thầy chưa? Thầy nói rồi. Thầy nói gì? Có thầy theo á thì sẽ có nhiều chuột ăn, mà không có thầy theo là sẽ không có chuột ăn, hiểu không? Thầy Nam. Hả? Thầy khám thử con chuột này ăn chuột đực hay là ăn chuột trái. Mượn cái mắt kính này. Theo kinh nghiệm khám thủ khoa của thầy. Khám thủ khoa của thầy. Thủ khoa hả? Thủ khoa. Theo kinh nghiệm khám phụ khoa của thầy thì con chuột này nó không có hai trái dứng, cho nên con chuột này là con chuột đực. Vậy yeah. Biết sao không? Chuột này là thái giám, nó bị thiến hai cái rồi. Vậy tao là cái rồi. Thấy lắp hang lại. Thịnh bò thì đưa mặt vô. Rồi bắt được hết rồi. Thịnh mày khám thôi con này hết được hết cái. À, ba nè nữa ơi. Con này là con ếch. Ếch gì? Cái ếch cái. Ủa sao nó không có? Ui quá trời ơi. Quay 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 trời ơi, nó cắn rồi kìa. Nắm được cái đuôi rồi, buông ra. Chuột lửa đó phá dữ dằn. Đây con hang nè. Còn hang khăn theo con chuột lửa mà. Cái này là gì? Kè lúc mà ở đây. Ôi quá trời luôn á. Rồi dính rồi. Dính cái đinh luôn. Cái tài lẹ lắm. Bắt thì cũng hay đấy, nhưng mà phải bắt được thì phải đưa vô camera. Nói là bắt gọi nha. Đâu rồi, con chuột đâu rồi? Này chuột này nào bé gãy cầu. Đây rồi. Mình bắt được rồi nha. Rồi làm. Bắt được rồi các bạn. Bắt được rồi các bạn. Bắt vậy đó chị. Bắt chuột được rồi các bạn. Ra heo để tao hửi cơm có đâu. Nè tụi con ơi. Dạ. Mình ăn con chuột phải có cái tâm. Được. Con biết rồi Út ơi, chút nữa con ăn xong con sẽ ăn. Đặc biệt là ruộng này là cô Út mình thấy làm cái bài cho nó đẹp đó nha. Còn dạ biết rồi. Đâu rồi, lặn rồi đó, lặn rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Người ta rồi, tản ra. Tôi dưới bén luôn nè. Ui. Trời ơi, con làm như vậy rồi người ta tưởng đâu đó. Ê, trời. Trời ơi. Chín nè, chín chưa? Lặn nữa rồi. Bây giờ. Chín rồi các bạn ơi. Chín rồi. Thấy chưa, thầy tưởng tôi dạy là hiểu liền. Nói một hai câu là hiểu liền. Thầy Nam. Hả? Thầy muốn thầy có con, thầy đặt tên là cái gì? Nếu là con gái tôi sẽ đặt tên là Đông. Còn con trai? Con trai hả? Tên là Nam. Chung tới với cha luôn ghê hả? Tên Bắc mới hợp. Ừ, tên Bắc cũng đẹp á. Tôi mốt mà tôi kiếm vợ, tôi phải kiếm vợ tên là Tây nó mới đẹp. À, con vợ ở bên Tây. Mày mốt kiếm vợ á là anh phải kiếm vợ sao nè, để em may mối cho. À, khỉ làm ba món, khỉ hấp rượu hay là sao? Mà thịt vợ vậy cha. Giờ anh muốn vợ sao? Khỉ đít tỏ, khỉ đầu chó. Con người, con gái là được. Nhưng có mập, hơi ốm. Thì đó, con khỉ cái là con gái. Kiếm con khỉ nào mà ốm nhất đó. Con người. Ừ. Con người, ok. Kỳ lạ thật, khỉ như thế này mà lại yêu con người sao? Tình yêu không phân biệt chủng tộc nha Nam. Hả? Y chàng quán với số luôn. Cái nón này là con có coi phim không? Mấy ông quan á, người ta hay đội cái nón vậy nè. Quan với cách chức rồi, đội nón đó đúng. Nãy giờ được nhiêu đây nha mọi người? Cũng khá là ít. Mấy chuột có lứa thì nó phá bà cố luôn nha. Phá gọn cha nội ơi. Dính này các bạn ơi. À, nó lại đi con nó lại. Nó lại. Ủa, cho nó con dính rồi các bạn ơi. Lớn. Dính rồi các bạn ơi. Con đưa sát cái vô camera nè, đưa con chuột vô. Dính rồi các bạn ơi. Con đưa đừng đưa bụng, mắt lịch sự con đưa cái lưng. Đưa cái lưng. Đưa lưng. Con phải cười lên, cười rồi đưa cái lưng nó dính rồi các bạn. Dính rồi các bạn ơi. Như dòm vô đây nè, dòm vô camera nè. Dòm vô. Cái gì vậy? Thiện cảm. Thiện cảm chút con. Dòm vô. Dính rồi các bạn ơi. Con dòm vô con đừng có liếc này. Con dòm vô thẳng nghe cái con mắt camera nè. Dính rồi các bạn ơi. Gán đi, gán đi gần được rồi. Dính rồi các bạn ơi. Dính. Rồi vậy được rồi. Phái tài là thanh niên tội nghiệp Việt Nam bị Út dụ. Ê đúng rồi. Đu. Cũng đem lúa đây rồi. Lúa mới luôn nè. Lúa của Út vậy. Cô nè, lúa Út xả vậy hết làm gì nè. Còn tới hang Út ăn nó thì nó khóc. Khóc chết. Chết luôn. Là gì nó khóc?
biết nó kêu đó. Nó ăn cổ út á thì nó vui lắm, còn đem vô dự trữ nữa. Còn tới út ăn của nó đâu có như đâu có dự trữ đâu. Ăn cái hết bà rồi. Mày thấy phép tao giỏi chưa? Tao mới vô tìm tao biết làm này nè, thấy không? Còn mày vô ăn hải không à. Nó không làm gì đi. Đi theo là phải lắp vậy nè. Vậy phải không? Ừ. Nó là không bóng gì chứ. Thằng này nghe thầy Nam nói có một phát một làm ơi là làm. Đây nó không lại làm, thầy Nam kêu em đó làm. Tao phải tranh giành vị trí vô lòng thầy Nam chứ. Từ khi gặp Phát Tài á, là cái vị trí của ông Định á nằm ở dưới mắt cái chân của tôi rồi. Vị trí của thầy là nằm ở dưới đây chẳng hội chứ. Đâu anh Phát? Đâu? Có gì Phát? Ngết đâu? Ngết hả? Sâu quá. Đâu mà cái chân này. Móc cái chân nó ra. Cần đào không? Cần đào không? Đào cho ông miếng. Ôi. Hả? Út móc quay clip út mà tốn quá. Con ếch nó bự kìa, rửa. Mất tiêu ếch luôn nè. Ôi mà rồi nói. Dính này các bạn. Dính này. Dính này. Con ếch thì con đưa cái bụng lên đưa vô camera. Đưa còn con chuột thì con đưa cái lưng vô. Dính rồi các bạn ơi. Dính em mẹ vô cái đừng có thấy chuyện sao. Dính ếch rồi. Trời ơi, có dính ếch không được nữa. Công nhận Phát Tài giỏi thiệt. Giỏi vậy chắc không giỏi bằng thầy Nam đâu. Móc đi đừng ngại ngùng chi, móc đi. Móc nữa đi, móc sâu vào. Mày ngồi đó chút nữa, ăn chuột chạy vô quần mày trái dính đánh ô tô luôn rồi. Ông quay hang ớt này sâu quá à. Cần út đào cho con giá không? Cần út. Đào sâu ha. Sâu. Ông quay hoang, coi sai sai á. Ủa cái tay đây nè, chỗ này không? Để con múc cái tay ra. Út mà không động não cái á, gầm thiếu mập hay gì nó sắn cái còn cái cầm nó không. Không hỏi danh là thịnh bò. Ê, đã dạy rồi không có ê, phải nói là có chuột. Ê heo cầm heo đó thấy chưa, tao nói rồi cái thấy mập của mày đừng đẹp khác. Tư thế này hết hồn luôn, chúng ta đang miệng hết hồn luôn. Nheo chuột đây mà nó cắn lúa Út vậy nè. Mốt Út phải kiếm tiền, phải dặm lúa nữa. Hơn 1 triệu luôn Út. Rồi bây giờ vậy là tụi con bắt hết nheo chuột đây rồi Út trả tụi con 1 triệu hay gì? Đúng rồi Út. Còn chưa tính là... Nghe nói là Út biết liền. Chưa tính tiền dặm nữa. Tụi con thấy không, Út làm quan mà Út về quê ở ẩn là hiểu rồi đó. Con biết sao Út về quê ở ẩn rồi. Sao biết hay vậy? Tại hồi đó Út làm quan tham nhũng quá bị cắt chức luôn. Không biết đâu phải tham nhũng đâu. Chứ sao? Tại vì tiền yếu. Út mới nhận của người ta thôi. Hèn chi Út bị cắt chức là phải rồi. Chỉ là hối lộ thôi mà. Mày con nói từ tham nhũng nghe kỳ quá. Nặng quá. Con biết tại sao hang này ướt rồi Út? Sao? Còn chuột này nó dầm á. Chuột đâu Nam? Con đâu phải bạn đâu mà con biết không? A few moments later. Bắt chuột hết cho nên mấy em mình sẽ đi xuống sông để đi một cá. Gầu kiến. Đây là anh Phát Bè. Sẽ đi xuống sông à. Còn Thịnh Bò thì ở trên bè. Còn mình thì ở xuống sông. Có cây không? Không có cây. Trời ơi. Wow. Dạ. Quét quá. Con gì con? Ôi. Tại cây gì dính cái lóc rồi. Thua. Luôn. Rồi đâu rồi? Giờ nó nhảy ra hả? Nó nằm ngay dưới này nè, lén luôn. Phát hiện được hang cá lóc kiến nhưng mà chưa chắc gì có con cá lóc kiến ở trong. Có không? Gà muốn. Anh con muốn không? Gà muốn xào chuột hả? Vậy nhà xào ăn nữa. Chính anh em ơi. Đâu? Con quay bán mặt con nói này chú. Đâu? Chị luôn ơi. Quay vô bán mặt con nói gì? Con đang nói xạo mấy đó. Con đang nói xạo mấy đó. Trời ơi. Đừng có nắp quần. Giờ phút này mà còn dụ dỗ anh em nữa. Rồi cái ông đó loại cứng chưa? Vui quá. Hẹn cà phê nha. Wow, nguyên cái cây màu tím nè. Tụi con biết cây này cái gì không? Màu tím nè. Cái cây bị người ta xịt thuốc. Rồi xịt thuốc trái vô nó mới màu tím vậy nè. Bữa lắm anh em ơi, dính này. Xạo không? Anh em cứ tin tôi xạo đi. Tin nè. Ủa tao khen mày xạo tao phải tin mày. Nè nè. Nè có dính một muỗng nè. Nước đang ròng không có con gì đâu. Lên đi rồi về có nhiều mấy chú cháu mình ăn nhiều. Có phải đi xin tôm nào là cũng được chứ là con cá bự, chuột bự. Dạ. Giống con hiếu nãy dặn chứ hả? Chết đều. Đó, cái tắp miếng này. Trời ơi.
ơi. Rồi lên về tụi con ơi. Mấy con chuột đó về kho cao gam ăn là đủ rồi. Mấy chú cháu mình ăn dư sức. Thôi không có no. Rồi về tụi con ơi. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Hồi nãy rồi chưa hối bài chưa phát. Bye bye mọi người. Bye bye kìa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye cẩu quần ra. Bye cẩu quần ra. Bye bye. Con bye lại đi. Bye con bye hai tay. Con bay là con phải bay cho nó không ổng trên mặt đất chứ bay là mà con cứ bye. Còn dính dính vậy là không được. Đúng không? Mấy anh em mình chuyên gia kiểu hất tài trong đó có Út nha. Út là người bài đầu. Bài đầu cũng như là đầu bài hả tụi con? Dạ ghi vô sổ đầu bài. Cái tội gieo bạn hả?